đâu vàng chưa cho uống tí cũng không này. Hải Hậu chào chú, chú chào men chi nhá. Cho chú tên gửi lời chúc anh em Hải Hậu nhá. Một buổi chiều thật nhiều niềm vui và hạnh phúc anh ơi. Anh Dũng ơi. Ok anh chào vợ Dao Đen nhá. Lại có cả Lích là vợ Dao Đen à. Lăn lỉ đi tao sẽ cứu. Mày cứu luôn bố mẹ mày ở nhà chứ mày cứu gì tao. Tao có làm gì đâu mà sai đâu mà mày phải cứu. Con người ta đàng hoàng chính chính thì sao phải cứu. Tao có cấp cứu đâu mà mày phải cứu. Về cứu bố cứu mẹ ở nhà ấy, cứu những người thân mình ở nhà ấy. Làm được những điều đấy thì hắn phía đầu mới đi cứu nhân độ thế cho với xã hội nha chứ. Thấy chưa? Anh ở ra trước em thấy nó. Cái gì anh? Thằng mình cầm thằng đấy là tìm nó như thì anh biết có vịt rời nào chưa thì nó đúng như vậy tìm nó thì mà nó gì có địa chỉ. Nó gì có giờ giấc gì. Anh, buổi sáng thì anh ra đấy tìm nó còn có thì Giao Thủy Lâm Định chào anh. Ok anh chào em nhá. Anh chào bông AK nhá. Chúc em và gia đình nhiều là vui hạnh phúc nhá. Lai má. Má phi rồi, đúng rồi, hôm nay má phi rồi. Hôm nay má phi rồi, bu mèo lại quan rồi nhá. Ra đây phải cứu. Mày nói như của Tề Thiên Đại Thánh như gọi là Phật Quan Âm Bồ Tát ấy. Cần không tao qua tao cứu. Cứu bố cứu mẹ ở nhà còn không cứu được ấy. Mày. Đời buồn ấy nó tìm tao để cho tao đóng một phích nữa. À, tao đóng một lỗ 10 nữa. Tìm tao làm gì? Chứ anh buổi chiều vui vẻ ok Huỳnh Anh A Còng nhá. Thế chưa tài đâu bởi đạo lý tao bây giờ tao tài chưa bao giờ tới điên dám nhận một gì là mình tài nhá. Đấy nhá, tài không phải ngồi bắn nước. Tài tao phải là thiên tài rồi nhá. Nếu mà đâu gọi là tài thì tế điên nó là thiên tài. Chứ còn tài thì không thua. Nếu một khi mà tế điên nó đạt mức độ tài thì mình phải là thiên tài. Đấy chứ bố tài luôn chứ không thể là tài. Tài không phải chuyên thua, tài nó là tài xỉu, trọng tài, tài mà, như tế điên thì không tài. Ngồi bán nước chè, nếu mà tài sao phải ngồi nước chè. Tết đến đâu rồi anh? Ok em Xuân Hồng nhá. À, Tết thì anh chưa đâu cả, 29 Tết tôi đi sắm Tết ạ. Bây giờ Tết, bây giờ ngày Tết bây giờ nó cũng đơn giản mà em, đúng không em? À, như ngày xưa, đúng rồi tài nhớt, đúng rồi trần trà. Tài nhớt. Tự nhiên mình có nhận cái gì là mình tài đâu mà cứ vào bảo là mày chưa tài đâu. Bây giờ chào quân nhân đi. Ok Khang Trương nhá. Tên mình chào nhá. Chào quân nhân. Nhân dân tệ nhá. Mày còn cứu được á Hảo Guzo. Hello chống ba gậy nhá. Lam Định chào chú cái nhé. Năm nay anh Lao Lấm có về Lam Định ăn Tết không anh? Anh không biết được Trần Vĩnh Tường.